Ngắn nhất là mấy tháng? Dạ mối ngắn nhất là 5-6 tháng cái thời sinh viên anh. Ừ, Còn đúng cái rồi. mối dài nhất là cái mối tình cuối cùng. Em lúc đó em cũng còn trẻ lắm, mình muốn bay nhảy, mình muốn tìm tới một cái con đường khác hơn. Muốn đi nước ngoài thì em cũng có đi xuất khẩu lao động sang Nhật, đi Ủa thực vậy tập hả? sinh. Dạ. Ủa vậy hai bạn cùng đi bên Nhật về? Dạ em cũng có đi, nhưng mà lúc đó em đi có 1 năm thôi anh. Là cái mối tình đó là lúc em học tiếng Nhật năm 2016 đó, em quen bạn gái đó. Khi học xong rồi em đi qua em đó thì hai người khoảng cách xa xa xôi á, rồi xong cũng ít có liên lạc, kiểu sao mà cách lòng á, tình cảm nó cũng nhạt nhòa, rồi hai người nó cũng không có chung quan điểm á. Tụi em đã quyết định chia tay. Em chia tay cũng được 1 năm rồi. Ủa, hai bạn này đồng điệu ghê luôn á, Đúng đi rồi cùng đó. đi xuất khẩu bên Nhật nè, Đúng rồi. rồi cùng chia tay ở không 1 năm nè. Bây giờ hai bạn thử hỏi nhau về bên Nhật vài câu tiếng Nhật đi. Đúng rồi. Hajimemashite. Hai. Nansai desu ka? Watashi wa kotoshi 26 sai desu. Sumi wa nan desu ka? Roku sou desu. So desu ka. Mà ima doko ni sende imasu ka? Kuchi kara kimashita. Shuumatsu wa jikan attara itsu ni deito desu ne. Hai. Hay Thôi được rồi, đã arigato đủ rồi gozaimasu. chứ. Mình nghe mình không hiểu gì, Đúng chứ? mình cảm thấy mình khó chịu với sợ luôn á. Thật sự mà Vân. Nhiều khi á, nó nói hai đứa nó nói anh có ông hiểu Việt không anh? Linh thấy ghét quá, rồi bên kia nó bà Hồng Vân bả làm sao sao đó là chết, không có được, không có được. Ông Linh hiểu đó Vân. Hiểu cái gì? Linh hiểu hết luôn hiểu á. Hiểu gì dịch tôi nghe coi. Để chút khi nào nó dựng lại dịch sao. Em gái ơi, vâng. em có biết bài Chibasa không? Em biết đó mà em muốn thuộc nó. Rồi hai người Vậy cùng hát bài đó thử xem nào. vậy anh hát cho em một khúc cho em nghe nha. Rồi, dạ cảm ơn hai người cùng anh. hát lớn lên luôn nha. 2 3 Ima watashi no negai koto ga kanai tsubasa nagasa ga hoshii kono sora ni tsubasa o hiroge donde yukitai yo. Bài hát đó là giống như là nói về những loài chim ngoài thiên nhiên, như chắp cánh bay xa những ước mơ vậy anh. Rồi coi như một cái ước mơ đã bay xa ha. Nói về chim với lại rồi. Là bay xa rồi thôi. Dạ dạ Ừ. Dạ chào chú Quỳnh Linh. Làm như là ở Nhật lâu. Anh trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, à, em chào chị em. Hồng Vân và Ừ. em chào bạn nữ bên kia. Và em chào tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Em tên là Nguyễn Mạnh Phước, năm nay em 28 tuổi. Em sinh sống tại Đắk Lắk và hiện tại đang làm việc tại Bình Dương. Em làm kỹ thuật viên của công ty thiết bị y tế và cáp quang. Rồi, mời em đàn giới gái. thiệu đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia và chú Quyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay con 26 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại Củ Chi, Hồ Chí Minh. Củ Chi hả? Con ở Củ Chi hả? Dạ, ở Củ Chi ạ. Rồi con làm nghề gì? Dạ, con làm giáo viên tiếng Nhật. À, giáo viên tiếng Nhật hả? Dạ. Ồ, là dạy ở Củ Chi luôn. Dạ, hiện tại là con dạy ở nhà. Vậy là hợp lý rồi, Củ Chi với Bình Dương sát bên. À, vậy đó hả? Ừ. Chi Bình Dương sát bên luôn anh. Qua cầu Phú Cường là tới Củ Chi, ý quên tới Bình Dương. Thôi, À. như vậy là hợp lý ha. Dạ. Em trai, hãy nói cho đàn gái biết những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em là em rất là sạch sẽ, gọn gàng. Em nấu ăn ngon, với lại em không hút thuốc và em không biết nhậu. Uống cỡ tầm một ly là cái mặt tái luôn anh. Tốt ha, nấu ăn ngon tốt ha. Dạ, em nấu ăn ngon anh. Được rồi. Rồi, còn bên đây, bạn bên đây nè, điểm yếu, điểm Dạ. mạnh. Ưu điểm con là biết lắng nghe với nhường nhịn, chịu. Nói chung là chịu đựng để qua tất cả. Biết chịu đựng đúng Dạ. Còn khuyết điểm là những gì mà mình bực, mình bị kiểu như là mình ấm ức trong lòng thì không có nói ra với ai hết. Với lại là đi đường hay bị buồn ngủ. Hay, đi đường hay bị buồn ngủ hả? Dạ, chạy xe hay bị buồn ngủ. Cái tật đó là phải bỏ Dạ. nghe. Và cái tật mà ấm ức, mà chấp nhận, mà chịu đắng nuốt cay cũng bỏ luôn. Mình không lý do gì mình phải ấm ức như vậy, mình phải nói ra, mở lòng ra Dạ. ha. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là năm con học lớp 12. Còn Lớp mối 12 thôi bỏ đi, rồi cái mối tình mối tiếp tình theo. cuối cùng là lúc con mới vừa về nước.
con vừa về nước hả? Dạ. Có nghĩa là con đi học ở đâu? Dạ con đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. À rồi. Rồi con về nước là quen với anh đó là cũng như là mối nhà, buôn bán với nhà. Ừ. Nhưng mà cái thứ nhất là không hợp, với gia lại bị áp lực từ gia đình. À. Nên con đã chia tay. Cái đó con quen được mấy năm? Lúc đó là mới được có 3-4 tháng à. Dạ. Nay lâu mau rồi. Chúng được 1 năm, không 1 năm rồi. Rồi đàn trai. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình anh. 3 mối hả? Dạ. Mối ngắn nhất là? Dạ mối ngắn nhất là 5-6 tháng cái thời sinh viên anh. Ừ, còn cái mối dài nhất là cái mối tình cuối cùng. Em lúc đó em cũng còn trẻ lắm, mình muốn bay nhảy, mình muốn tìm tới một cái con đường khác hơn. Ừ. Muốn đi nước ngoài thì em cũng có đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Ủa vậy hả? Sinh. Dạ. Ủa hai bạn cùng đi bên Nhật về? Dạ em cũng có đi nhưng mà lúc đó em đi có 1 năm thôi anh. À. Là cái mối tình đó là lúc em học tiếng Nhật năm 2016 đó, em quen bạn gái đó. Khi học xong rồi em đi qua em đó thì hai người khoảng cách xa xôi á. Ừ. Xong cũng ít có liên lạc, kiểu sao mà cách lòng á, tình cảm nó cũng nhạt nhòa, rồi hai người nó cũng không có chung quan điểm á. Ừ. Tụi em đã quyết định chia tay. Em chia tay cũng được 1 năm rồi. Ồ, hai bạn này đồng điệu ghê luôn á. Đúng đi cùng đó. Đi xuất khẩu bên Nhật nè. Đúng rồi. Rồi cùng chia tay ở không 1 năm nè. Ừ. Bây giờ hai bạn thử hỏi nhau về bên Nhật vài câu tiếng Nhật đi. Đúng rồi. Hajimemashite. Hai. Nansai desu ka? Watashi wa kotoshi 26 sai desu. Sumi wa nan desu ka? 6 sou desu. Sou desu ka. Ma ima doko ni sende imasu ka? Kuchi kara kimashita. Shimatsu wa jikan atta ra itsu ni de Deto desu ne. Hai. Hai arigato gozaimasu. Mình nghe mình không hiểu gì, mình cảm thấy mình khó chịu với sợ luôn á. Nhiều khi á nó nói hai đứa nó nói anh có hiểu anh. Thấy ghét quá rồi bên kia nó bà Hồng Vân bả sao sao đó là chết không có được, không có được. Ông Linh hiểu đó Vân. Hiểu cái gì? Linh hiểu hết luôn á. Hiểu gì dịch tôi nghe coi. Để chút khi nào nó dựng lại dịch sao. Em gái ơi. Em có biết bài Chibasa không? Em biết đó mà em không thuộc nó. Rồi hai người cùng hát bài đó thử xem nào. Vậy anh hát cho em một khúc cho em nghe nha. Rồi. Dạ cảm ơn hai anh. Hai người cùng hát lớn lên luôn nha. 2, 3. Ima watashi no negai ikoto ga kanai chibasa nagasa ga hoshi. Kono hosora ni tsubasa o hiroge donde yukitai yo. Bài hát đó là giống như là nói về những loài chim ngoài thiên nhiên như chắp cánh bay xa, những ước mơ vậy anh. Rồi, coi như một cái ước mơ đã bay xa ha. Nói về chim với lại là bay xa rồi thôi. Dạ dạ. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Làm như là ở Nhật lâu chắc cũng giống người Nhật ghê luôn á. Y chang luôn rồi đó. Trời ơi, giống Nhật quá trời đất luôn rồi đó. Bạn này giống mấy con búp bê Nhật á. Dễ thương. Bây giờ ông muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, không hút thuốc. Ừ. Không bị đầu hói. Rồi, ông sốc nữa rồi. Ông Quyền lên ông sốc. Em không có hói đó anh. Có người hói thôi, còn nó không có hói. Đi nước ngoài rồi mà vẫn tư tưởng không thích đầu hói là sao? Người ta không thích thì người ta không thích. Tôi nghe tôi bực mình. Ừ, người ta không thích. Tư tưởng tiến bộ là không có hói hiếc gì đây chân á. Dạ, dạ vậy. Ừ, cưng. Dạ. Cưng muốn cái người bạn gái của mình sao nè? Dạ, em muốn người gái của em nhỏ nhỏ, xinh xinh. Em muốn một cái người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Em muốn một người phụ nữ truyền thống. Nhưng mà khi đi chơi rồi thì có thể phá cách rồi cho nó xịt tin lên. Vừa phụ hiền truyền thống vừa hiện đại ha. Dạ, dạ. Em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ là hay bừa bộn. Vậy vậy. Nãy giờ hát tiếng Nhật với nhau rồi nói về cái điểm mạnh điểm yếu, em thấy cái bạn này là bao nhiêu phần trăm phù hợp với cái suy nghĩ của em? Dạ em thấy thường thường thì hai người quen nhau thì nếu mà cùng chung cái cách nghĩ cùng chung cái quan điểm thì nó dễ cái bất đồng. Ví dụ như bạn nữ bạn kêu là bạn hay là có cái gì hay để trong lòng hay giấu, còn nói ra. Còn cái tính của em á là em là cũng văn quản, là em thật thà. Nói chung cái gì mà trong cuộc sống gia đình hay trong hôn nhân hay là bất cứ một việc gì thì em cũng là người chủ động chia sẻ trước.
Em sẽ hỏi, em sẽ quan tâm, em sẽ hỏi là đến khi nào mà người vợ của em hay là bạn gái và em nói ra được những cái sai, những cái lỗi lầm đó, rồi hai người sẽ cùng nhau bàn cách để khắc phục và cố gắng để vun đắp hơn nữa, chứ không không được im lặng. Nếu mà cuộc sống gia đình mà chỉ có im lặng xong thì chắc chắn nó sẽ rất là dễ đổ vỡ. Đó, thấy chưa? Dạ. Thế tôi nói từ đầu em thấy rất là hợp với em vậy. Ừ, không có phải im lặng, cái nói gì thôi phải chứ, nói ra. Bên đàn gái đó rất là dễ thương, gọn chắc ha, rất là dễ thương, mặt xinh. Nãy mà chị Hồng Vân nói là giống búp bê đó. Búp bê Nhật Bản. À, em thấy mấy bạn gái Nhật Bản toàn đánh má hồng không? Bây giờ nè, em ngồi dưới đây đi, em nhìn 4-5 người hàng ghế đầu, em coi coi ai là người bà con với cô gái ngồi kế bên. Không, dạ, em chứ mấy bà con, em luôn. Thì nói gì luôn, đây nói bà là con. Bạn nữ mặc áo jean. Áo jean đó hả? Dạ, áo jean á. Rồi, vậy đoán sai rồi. Sai quá, sai à, sai. Là bạn áo jean sai thì bạn áo vàng. Đó. Đúng rồi, cái mặt y chang cúp bế mà của Nhật Bổn á là đó đó. Dạ, mặt dễ thương mà có sao. Dễ thương lắm. Ừ, trời. Nhìn như con búp bê vậy đó. Ừ. À, hôm nay là đi với Dạ đi với mẹ, chị và em gái. Rồi, mẹ ơi, mẹ cho ý kiến đi mẹ. Dạ, con chào cô. À, chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Giang. Dạ. À, dạ chào hết bà con có mặt trong trường quay hôm nay. Mình là mẹ của bé Hoa, nói chung là thấy cháu trai bên này thì cũng được. Thì giờ đến đây cũng một cái duyên của hai cháu, của hai con, thì cho hai con cứ cho một cơ hội đi để mà tìm hiểu. Nếu được thì mình hãy tiến xa hơn. Dạ. Xin hết. Dạ, em gái đúng không? Em là em hả? Em là em gái. Em gái hả? Dạ. Em gái là nhiêu tuổi? Em gái nhiêu tuổi rồi? Dạ, em bằng tuổi chị. Ủa sao vậy? Dạ. Ủa? Em sinh đôi. Xanh hả? Hèn gì mà đôi. Giống quá trời quá đất. Ý, nói nghe nè. Hả? Ví dụ mà quen á, rồi con là bị lộn không trời? Dạ không. Khác nhau vậy, vấn đề gì nói trước nghe coi. Dạ, khuôn mặt nó khác nhau chứ Quân Linh. Chút xíu à, khác chút xíu à, đúng dạ, không? À, dễ nhầm lắm. Dạ, em ra riêng rồi, em lấy chồng à. À, vậy hả? Mà, cảm ơn gia đình. Còn đàn trai, đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ, với lại cô, với lại em gái, với lại anh với chị. Rồi, dạ, mời ba mẹ cho ý kiến ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trường quay. Và cô chào con. Dạ, con chào cô. Cô thấy... con cũng xinh, cũng dạ, hiền lành cô. Thì hai đứa mà có duyên với nhau thì hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Nói chung là hai gia đình hôm nay là đã chứng kiến cuộc nói chuyện này rồi. Bây giờ lại cho hai trẻ gặp mặt đi, rồi hai trẻ cảm nhận thế nào. Đó, nha. Đúng rồi. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng cho em. Em cảm ơn anh ạ. Mở ra nha. Dạ. Đó, coi là gì nè. Dạ, chiếc gối với đồng hồ. Chiếc gối với cái đồng hồ anh muốn gửi tặng cho em, mang một thông điệp là chiếc gối thì làm bằng đinh lăng. Trong cái đinh lăng thì giúp buổi tối em ngủ sau những ngày mà dạy học mệt mỏi á, thì dạ, em sẽ có giấc ngủ sâu hơn. Rồi sáng ngày sẽ tỉnh giấc dậy mà em đừng quên hẹn giờ đồng hồ. Vì mỗi sáng thức giấc dậy tiếng đồng hồ reo em sẽ nhớ đến nhanh. Đó là cái thông điệp mình gửi đến em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn gửi tặng anh ạ. Tôi về tôi mua cái gối đinh lăng tôi nằm. Đây là cây phát tài nhà em trồng. À, cây phát tài bước sen này là ba em dầm mưa đi hái. À, cảm ơn. Nên có ý nghĩa là chúc anh càng ngày phát tài phát lộc hơn. Ừ, cảm ơn. Em đang ở Củ Chi, anh thì chưa có dịp đi qua Củ Chi chơi lần nào hết. Anh hy vọng sau chương trình này rủ anh đi tới Củ Chi chơi cho biết Củ Chi. Dạ. Anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Em không biết nói sao á. Cảm nhận của mình khi mà mình gặp anh lần đầu tiên như thế nào? Cái coi đẹp nè. Đó, có nói là nói tiếng Nhật. Bây giờ xấu hả? Tại sao em cái từ đó anh cũng quên mất rồi. Anh cảm ơn đại với em quên từ đó rồi. Nhìn anh rất là men. À, men. Cảm ơn. Anh muốn hiểu em là cái quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Dạ, tin tưởng lẫn nhau anh. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân á, thì em nghĩ là thời gian bao lâu là mình có thể đi đến cái hôn?
Cái này em tùy thuộc vào cái tính cách mình có phù hợp hay không. Nếu như em cảm thấy là phù hợp thì mình sẽ tiến đến hôn nhân nhanh, còn mà không phù hợp thì có thể sẽ kéo dài hơn. Nên là em nghĩ là tùy duyên thôi. À, mình đến đây thì như cũng là một cái duyên, đâu phải dễ gì mà mình gặp nhau ở trên một chương trình như thế này. Anh mong là em cho anh một cơ hội để cùng em tiến đến hôn nhân. Dạ, và anh sẽ tặng cho em một bài hát nữa. Bài dạ. hát tiếng Việt, giờ là bài hát tiếng Việt. Dạ. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sớt chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi, nói thiệt nha, tôi hài lòng về cái bên nhà trai này quá luôn à. Con gái á, là con phải chải tóc cao cao lên chút xíu, con nói chuyện con hay ngẩng lên chút xíu để cái mặt nó sáng lên. Dạ. Tối rồi nó là... sẽ bị u buồn. Đúng rồi, u buồn đó. Mặt con xinh chứ không phải là gì đâu, đừng có ngại nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta để tay nút bấm, bắt đầu suy nghĩ để xem cô gái đó có hợp với mình hay không, để xem chàng trai đó có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, và kiểm tra lại xem đúng như trái tim mình mách bảo thì mình bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm nút. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Được rồi đó. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu nha. Chúng ta sẽ cùng đi đến cuối con đường. Một bài hát rất hay, và ngày hôm nay các bạn cũng như thế đấy. Hãy nói gì với người lớn đi nào. À, con xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, cô và em gái và anh chị người kia đã đến đây cổ vũ cho con. Và con xin cảm ơn cô đã đến đây để tham dự buổi ngày hôm nay. Và con xin phép cô cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau ạ. Và con hứa sẽ tụi con sẽ tìm hiểu và sẽ tiến đến hôn nhân, và sẽ luôn quan tâm và ở bên cạnh em, chăm sóc em trong thời gian sắp tới ạ. Nói với mẹ. Dạ con chào cô ạ. À, con cảm ơn cô, đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. À, nếu mà có cơ hội để làm con dâu của cô thì con sẽ cố gắng hết sức để có thể làm một cô nàng dâu tốt ạ. Rồi, như vậy là được rồi đó. Giờ xin phép mẹ đi cho hôn vô má. Nụ hôn đầu tiên. Dạ con xin phép cô cho hôn bé ạ. Hôn bé. Hôn kêu nghe ngọt xớt ha. Thiệt á, đúng là hôn bé luôn á, một cái chốc. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa.
Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Chờ bạn gái đi.